quay trở lại với channel của Na. Hôm nay thì Na sẽ quay trở lại với một video Station House mà Na đã hứa với mọi người. Hai bưu phẩm này thì đều có giá là 95.000 và Na đều đặt trên Shopee. Bưu phẩm đầu tiên thì Na đặt những cái liên quan đến Black Channel. Đầu tiên á, thì Na có hai cái tệp sticker dot, là những cái sticker chấm chấm ấy, như thế này. Và nó có 3 size, size nhỏ nhất, size vừa và size lớn. Thì một set thì nó sẽ có 3 tấm. Cái này là Na mua về để xem thử mẫu. Thì bên đây cũng có bán cái này nha mọi người. Cái này thì nó có màu pastel khá là xinh xắn và Na cực kỳ thích luôn á. Trên đây có rất là nhiều màu nhưng mà Na thích đặt màu pastel như thế này. Giờ thì Na sẽ bỏ vào bì, mọi người biết rồi, rút ra thì được nhưng mà bỏ vào bì thì nó hơi chật ấy. Thế là Na không thích bỏ vào bì một chút nào kể. Tiếp đó thì Na sẽ có một cái tấm sticker hình con thỏ khá là xinh xắn. Cái này thì bên Na đều có bán nha mọi người. Đây, tấm sticker hình con thỏ. Nếu như bạn nào không muốn order hàng lâu thì có thể ghé qua Nabel Store để xem sản phẩm nha. Đây, tiếp đến thì Na có hai cái giải sticker như thế này. Hai giải này đều là phong cảnh đó mọi người, mà Na cực kỳ thích cái sticker phong cảnh. Tiếp đó là sticker một con chó. Trong cái tấm sticker này thì có tới 3 mẫu. Một bộ bút highlight. Cái bút highlight này thì nó có 6 màu. Tại vì mỗi cây thì nó sẽ có 2 màu và 3 cây thì sẽ là 6 màu. Lấy cái màu này thì thật ra nó cũng không phải là pastel đâu, nó là cái màu hơi chói lóa như là màu dạ quang vậy mọi người. Vậy nên là những bạn nào mua cái set này thì cũng nên cân nhắc một chút nha. Còn nếu mà muốn mua pastel thì có thể mua của Zebra. Zebra này cũng quên rồi. Tiếp theo là Na có 5 cái bút vỏ thân pastel và là thân là bút nước nha mọi người. Cái này là bút mực đen nhưng mà nó là dạng bút nước bấm và khá là xinh xắn, nét chữ viết đây cũng rất là đẹp nữa. Đây là ai muốn mua thì có thể recommend em này nha. Đến với bưu phẩm thứ hai nào. Vậy thì Na phải dọn cái đống này sang một bên rồi mới đến với bưu phẩm thứ hai được. Bưu phẩm thứ hai thì Na cũng có giá là 95.000 luôn. Trong bưu phẩm này thì Na đặt những cái cũng liên quan đến Bullet Journal. Đầu tiên thì Na có một cái bút chì thân trong suốt. Cái này nó là bản đúp của bút chì Muji á mọi người. Nó là một loại rẻ tiền hơn và thiết kế của nó khá giống. Và nó là ngòi 0.7. Thì ai cũng biết là trong kỳ Petersun năm ngoái thì Na có mua lộn hai cái hộp ngòi 0.7. Và bây giờ thì tôi sẽ đi tìm một cái bút 0.7 để mà xài hai cái ngọc ngòi đó. Tiếp đó thì Na có một cái căn bản tên. Thì năm nay Na lên đại học và Na không có sử dụng, không sử dụng bản tên ấy. Thì thay vì sử dụng bản tên mang vào cũ thì Na sẽ sử dụng cái bản tên mà nó móc vào chìa khóa hơn, như vậy thì khá là tiện hơn là mọi người mang vào cũ. Nó sẽ xỉ ra như thế này và nó có cái móc, nó có một cái móc khóa. Rất là xinh xắn luôn mọi người, mà giá cũng thành, giá thành cũng rất là rẻ nữa. Cái này thì Na nghĩ là ở Việt Nam cũng có bán, giá cũng rẻ thôi. Nếu như bạn nào mà chịu khó đi ra những cái shop bán những cái đồ bưu phẩm, đồ lưu niệm này kia thì sẽ thấy. Tiếp đó thì Na có một cái bút đi nét 0.1. Cái bút này thì Na lấy về để đi nét trong mấy cái tranh mà Na vẽ. Rất là xinh xắn luôn mọi người nha. Viết chữ cũng rất đẹp và đối với giấy không quá mỏng thì nó cũng không có bị lem sang trang sau đâu. Tiếp đến thì Na có hai cái cuộn sticker dot chấm 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 như này. Cái này thì Na order về cho khách. Thật ra là Na cũng không có xài cái này, nhưng mà mọi người biết không, khách đã bơm hàng của Na hai cuộn này rồi. Trời ơi, tôi tức. Tiếp đến thì Na có một cái set bullet journal và một cái set sticker. Đầu tiên Na sẽ gọi cái set sticker này ra nha. Set sticker này thì có 40 cái thì phải. Rất là xinh xắn luôn. Giờ thì ngồi đợi để Na mở cái này ra nha. Na mở khá là lâu tại vì nó còn căng dính chiếu qua nhau ấy. Trong đây sẽ có 40 cái sticker với nhiều hình dáng khác nhau, tròn, vuông, hình chữ nhật này kia. Và nó có những cái bánh rất là xinh ấy. Thật ra cái set sticker này nó cũng không có nhiều màu lắm và nó cũng không có nhiều mẫu xinh nên là Na đã chọn một cái màu vàng. Tiếp đến thì Na có một cái set Black Journal. Thì set Black Journal kia thì Na vẫn có bán.
Na bán giá 35.000. Nó dạo đời này mọi người. Hiện tại thì Na đây có sẵn một cái set. Hôm trước thì Na về đủ màu cơ. Nè, hiện tại thì hết rồi. Ở trong cái set này thì sẽ có những cái tấm sticker như thế này. Số là note và túi giấy. Đấy, video Station House của Na đến đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào một video sau. Đừng quên comment cho Na biết là mọi người thích xem video về chủ đề gì nhé. Ta sẽ cố gắng sắp xếp để mà làm cho mọi người trong thời gian sắp tới. Bây giờ thì bye bye. Nếu như bạn nào mà thích video Station House hay là thích những cái bưu phẩm Station House nhưng không muốn order lâu thì mọi người có thể ghé qua Na Bell Store trên Shopee, trên Facebook và các bi slime trên Shopee để mà xem sản phẩm bên Na. Nếu mà ok thì có thể ủng hộ Na nha. Bây giờ thì bye bye.